Một hãng máy bay ở Iran đưa tin, một máy bay Boeing 737 chở khoảng 170 người đã bị rơi tại Iran vào sáng nay ngày 8 tháng 1. Tasnim dẫn lời người đứng đầu sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, Iran, cho biết một chiếc máy bay chở 170 người đã bị rơi gần sân bay này sau khi cất cánh ít phút. Quan chức này nói rằng nguyên nhân chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine bị rơi sau khi cất cánh ít phút là do sự cố động cơ, dẫn đến thân máy bay bốc cháy. Nếu máy bay bị trúng tên lửa, thì phần thân máy bay sẽ nổ tung trong không trung. Tổng thống Ukraine đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Boeing 737 tại Iran. Ông cho biết các quan chức đại sứ quán Ukraine tại Tehran đang tiến hành xác minh tình hình xoay quanh thảm kịch này. Thông tin theo dõi radar cho thấy chuyến bay số hiệu BS752 của hãng đã biến mất trên hệ thống sau khi cất cánh vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương từ sân bay Imam Khomeini. Dữ liệu radar thể hiện chiếc máy bay bị rơi 2 phút sau khi cất cánh. Giới chức đã điều động 4 trực thăng và 22 xe cứu thương đến hiện trường vụ án, nhưng nỗ lực cứu hộ bị cản trở vì cháy lớn.